Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1 Trước khi 15 tuổi, trong lòng Diệp Song Hỷ vẫn luôn chôn giấu một nguyện vọng. Cậu mong là kiếp sau. Không bao giờ phải làm anh nữa. Sau tuổi 15, cậu mới dần dần hiểu được rằng đời người không có kiếp sau, vì thế cũng bỏ đi ý niệm không thực tế này trong đầu năm cậu 8 tuổi, em gái song khánh ra đời, trong nhà đã lâu không có tiếng khóc của trẻ con nên người lớn chỉ mãi chú ý đến bé con kia. Khóc, lạnh, đói bụng, tè dầm, mọi người đều dồn sự quan tâm cho bé. Khó tránh khỏi việc có chút sao nhãn với cậu con trai, vì thế song hỷ tuy vẫn còn nhỏ, nhưng lần đầu tiên trong đời biết được thế nào là cô đơn, con nít sẽ luôn lớn dần theo thời gian. Dù là được chiều chuộng hay bỏ bê thì một đứa trẻ cũng phải từ từ trưởng thành, thời gian trôi qua, song Khánh biết nói, biết đi, rồi đến nhà trẻ cô từ nhỏ đã hoạt bát lanh lợi cho dù đến bất kỳ chỗ nào cũng sẽ nhận được sự yêu thích vợ chồng diệp gia coi cô như trân bảo có một câu tục ngữ rất hay hoàng đế xem trọng con cả dân thường yêu thương con út trong nhà đứa nhỏ nhất lúc nào cũng sẽ được cưng chiều nhiều hơn huống chi đây còn là một cô gái hoạt bát đáng yêu người ta thường ví con gái giống như áo bông của cha mẹ cho nên được yêu thương hơn là lẽ tất nhiên ngày lễ tết Gia đình họ dịp đến chơi nhà họ hàng, thân hữu, song khánh mặc áo ba, đờ, suy màu hồng phấn, giống như một nàng công chú bé xinh, vừa vào cửa cái miệng nhỏ nhắn đã thốt ra những lời ngọt ngào, thân bằng quyến thuộc đều thích chơi đùa cùng cô, thích chọc cho cô bé ngượng sau đó trốn vào trong ngực cha. Những lúc như vậy người ngoài thường nhìn song hỉ yên lặng ngồi một bên rồi treo. Gẹo cậu Ba mẹ của cháu thật bất công, yêu song khánh nhiều hơn cả cháu. Lời trêu ghẹo này tuy chỉ là nói để vui đùa nhưng vẫn có thể nhìn ra được chút ác ý, khi đó Song Hỷ đã thật thà gật đầu, bây giờ nghĩ lại, có lẽ ở thời điểm đó cậu thật sự vô tâm. Đến khi 14 tuổi, Song Hỷ coi như không có chuyện gì mà cười nói. Đương nhiên rồi. Song Khánh nhỏ hơn cháu nhiều như vậy, thích em nhiều hơn một chút cũng là chuyện bình thường. Nghe cậu nói thế, cha mẹ rất bất ngờ cũng thực vui mừng, trước kia không phải không có ai nhắc nhở họ phải công bằng với cậu con trai, những lúc nghe được điều đó, biểu tình của hai vợ chồng là vô cùng kinh ngạc bởi họ cảm thấy mình thật sự không hề coi trọng chỉ riêng một đứa. Lòng bàn tay hay mu bàn tay thì cũng là thịt, cả hai đứa đều là con của mình, làm sao có thể đối xử bất công được. Tuy rằng đôi khi tự hỏi lòng, đích xác có nuông chiều song khánh nhiều hơn một chút, nhưng điều này cũng đâu có gì không đúng. Song Khánh còn nhỏ như vậy, cha mẹ khó tránh khỏi thương cô nhiều hơn. Song Hỷ là con trai, lại lớn hơn em gái những 8 tuổi, chẳng lẽ lại có tâm tư muốn tranh giành tình cảm với em gái mình sao? Bây giờ nghe được câu trả lời của đứa con, hai vợ chồng đều yên tâm. Tuy nhiên họ không ý thức được, câu nói kia, dù là thực tâm của Song Hỷ, nhưng đấy là trong hoàn cảnh không thể nói khác mà thôi, chỉ sợ ngay chính cậu cũng không thể tin tưởng, trẻ con thường rất nhạy cảm, mặc kệ là trai hay gái. Càng đến gần thời kỳ trưởng thành lòng tự trọng càng cao hơn. So với bị mọi người thương hại, nói cậu không có địa vị gì trong lòng cha mẹ, chi bằng chính cậu thoải mái thừa nhận, con trai trưởng thành sẽ không ghen tị với em gái. Vì thế vợ chồng Diệp gia yên tâm, thoải mái tiếp tục yêu thương cô con gái nhỏ, cũng không phải cố ý xem nhẹ con cả, sao có thể làm vậy chứ? Cho dù chính họ vẫn luôn miệng nói lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt thế nhưng trong hai người con khinh ai hay trọng ai, chỉ cần để ý những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, tự nhiên có thể thấy được mỗi khi cả nhà đi cùng nhau, song Khánh thường đi giữa cha và mẹ, một tay lôi một tay kéo, sôi nổi, hoặc bác biết bao nhiêu. Vị trí của song Hỷ thì không như thế, lúc bên cạnh mẹ lúc lại ở cạnh cha, còn hai tay thì đút trong túi áo khoác nhìn từ phía sau, ba người kia là một thể gắn bó, mà cậu là một mình. Song Khánh Liễu ríu vui vẻ giống như con chim khách nhỏ, lôi kéo cha mẹ đi xung quanh xem náo nhiệt, rơi lại sông Hỷ ở phía sau, bỏ đi cũng không được, mà theo cũng không xong. Cảnh tượng này lọt vào trong mắt người em họ, là một cô gái mới học sơ trung, còn tràn đầy mộng mơ. Thế nhưng cô bé lại dùng một giọng điệu giống như mình thật may mắn nói: Mẹ, may mà người chỉ sinh một mình con. Nhìn đi, ánh mắt của người ngoài thật sáng suốt. Tuy rằng hai vợ chồng dịp gia kiên quyết không thừa nhận tuy song hỷ cũng cố gắng giữ gìn mặt mũi của chính mình nhưng chuyện cha mẹ song hỷ không để ý nhiều đến cậu là sự thật mà trong lòng họ hàng thân thích đều biết rõ nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả